Đêm ngày 5 tháng 11, người phát ngôn quân đội Israel, Trung tướng Daniel Hagari cho biết, lữ đoàn Golani hoàn tất bao vây thành phố Gaza, thủ phủ dải Gaza và đã tiến tới bờ biển vùng lãnh thổ này. Theo Trung tướng Hagari, đây là một bước tiến đáng kể trong gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas và đánh dấu việc hoàn tất chia cắt dải Gaza thành hai miền Bắc Nam. Ông cũng kêu gọi người dân phía Bắc dải Gaza nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam và nêu rõ, chúng tôi đang gia tăng các cuộc tấn công ngay trong đêm bằng những biện pháp rất mạnh. Cũng trong đêm ngày 5 tháng 11, các phong trào vũ trang tại dải Gaza đã phóng nhiều loạt tên lửa vào miền Trung và miền Nam Israel, trong đó có nhiều loạt tên lửa vào thành phố Tel Aviv và sân bay quốc tế Ben Gurion. Ở miền Bắc, một số tên lửa đã phóng về phía thị trấn Kiryat Shmona, gần biên giới với Liban. Trước đó, ông Hagari cho biết đã phát hiện một mạng lưới đường hầm, trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa của lực lượng Hamas ngay bên dưới hoặc sát với một số bệnh viện ở phía bắc dải Gaza. Cùng ngày, phong trào Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng nhiều loạt rocket vào thị trấn Kiryat Shmona, miền bắc Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban, mà họ cho rằng đã khiến một phụ nữ và ba trẻ em thiệt mạng.